Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình hay góp nhận 80 đô tốc cần có kinh nghiệm là XDX từ dán Color Swap các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mở link form các bạn. Thì các bạn hoàn thành những offer nè bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè. Trên Twitter nè các bạn theo dõi nè. Các bạn like chấp nhận tweet tăng 3 người bạn vào người ta các bạn. Rồi các bạn dán vào. Rồi tiếp tục các bạn bắt đập lên link phong. Các bạn follow Twitter nè. Trên Twitter các bạn theo dõi luôn các bạn. Rồi các bạn bắt đập lên nè. Tiếp tục Medium Reddit các bạn bỏ các bạn. Các bạn subscribe kênh YouTube nè. Các bạn đăng ký nè. Các bạn bắt đập lên. Tiếp tục các bạn join kênh group kênh Chaler nè. Trên kênh Telegram bạn join vào group nè. Fan các bạn đem qua captcha, không có captcha thì bạn bắt đắp lên các bạn. Các bạn join tiếp kênh channel luôn nè. Rồi các bạn join xong các bạn bắt đắp lên nè. Like và retweet tweet tăng 3 các bạn cái bài này phải không ta? Like các bạn chấp nhận như tweet tăng 3 các bạn cái bài này các bạn. Mình sorry nãy mình tăng lộn các bạn, mình tăng lộn xả không biết có sao không. Ngu thiệt. Gấp quá gấp. Rồi các bạn bắt đắp lên nè các bạn. Thì gọi dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ username Telegram ấy, địa chỉ username YouTube của bạn. Thì các bạn mở kênh YouTube tất cả bạn ra nghe tất cả. Trên kênh YouTube bạn nhấp vào ba bên cùng nè. Nhấp vào kênh của bạn. Các bạn copy username của mình nha bạn. Ngọc Anh MMO. Rồi bạn bắt đắp lên link form nè các bạn. Sorry các bạn. Ngọc Anh MMO nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn vào nè các bạn. Tiếp tục các bạn điền username Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ VPN Smart Chain Bet20 nha các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ VPN chocolate nè. Các bạn sẽ chép nè. Chương trình AirDrop này nó phân phối vào ngày 15 tháng 7 đang nghe các bạn. Cũng hơi lâu á. Tiếp tục các bạn lướt mã captcha này nè các bạn. 85FA 6C 78 Phan để mình kiểm tra lại cái tên YouTube mình đúng không? Ngọc Anh MMO đúng không? Rồi, các bạn chỉ việc bấm gỡ là xong rồi đó các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 80 đô tốc cần để đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.